Rồi sở dĩ nó tập tập gym nó ok hơn so với lại môn đá banh chẳng hạn, thì giống như bạn Duyên nói khá đủ ý đó, là nó có ba thứ trong này. Do cái môn đá banh nó có chuyển hướng đột ngột, nếu mình không tập luyện cho cái chuyện chuyển hướng đột ngột đó thì nó sẽ dẫn đến dễ bị đứt. Ví dụ ở đây mình có thể thấy, nếu mà cái gối mình gập lên gập xuống bình thường thì cái dây ACL này nó chỉ chuyển động lên xuống lên xuống lên xuống, thì nó đúng với lại cái chuyển động bình thường của cái khớp gối này. Nhưng nếu ví dụ đang chạy nhanh, chuyển hướng đột ngột và cái lực mạnh, hoặc là bị quẹt chân gì đó làm cho hai cái đốt xương này nó không có gập lên gập xuống theo cái chuyển động mà nó đáng lẽ ra phải là chuyển động đó, thì nó sẽ chuyển động theo kiểu xéo đi, thì đột ngột nó bật cái dây dây chằng này thì nó sẽ bị đứt. Cộng thêm cái nữa là do dinh dưỡng nghỉ ngơi không hợp lý cũng làm tăng nguy cơ, mình gọi là tăng nguy cơ chấn thương hơn so với bình thường. Ok, và ở đây mình sẽ thể thấy nó màu trắng, nó kiểu màu hồng hồng, nó không có đỏ như là sợi cơ của mình. Lý do là mạch máu đến những cái sợi dây chằng này ít hơn, và cái chuyện mạch máu đi đến dây chằng ít hơn so với sợi cơ dẫn đến cái chuyện là nó phục hồi sẽ ít hơn so với sợi cơ, tức là nó cần thời gian nhiều hơn để phục hồi. Nên cơ của mình giống như mình đẩy đẩy tạ bench press chẳng hạn, nay 50 kg, bắt đầu mỗi tuần mình tăng 5 kg 5 kg, ví dụ sao ta tuần 5 kg, mỗi tuần 5 kg thì bao lâu, cứ 2 tuần là 10 kg, 2 tuần 10 kg, vậy thì sau khoảng 10 tuần mình đã đẩy được 100 kg, đúng không? Thì sau 20 tuần mình đẩy được đâu 5 kg, 50 kg chứ, 10 kg. Không giỏi toán rồi lắm, nhưng mà có nghĩa là cơ thể mình đang nó cần phải có thời gian phục hồi, chứ không phải là mình ép 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 theo kiểu cái sợi cơ được, thì cái mô mềm này nó chưa phục hồi kịp thì nó sẽ đứt. Hiểu chỗ này không các bạn? Các bạn nghe rõ không? Alo Nghe rõ, nghe rõ. alo ok clear ok rồi tiếp theo, qua phần tiếp theo. Nên luôn lưu ý là ép gì thì ép, mình phải hạn chế chấn thương. Không phải là cơ mình chấn thương, mà là những cái dây chằng, những cái khớp chỗ nói này nè. Phục hồi nó và chữa nó khá là tốn tiền và tốn thời gian đó. Rồi tiếp theo, phần tiếp theo là tập luyện ảnh hưởng gì đến bone mass, làm kiểu mật độ xương. Giống như ở đây nó nói là giống như cơ thì xương phản hồi lại, so với phản hồi lại những cái cách tập luyện để trở nên mạnh hơn, trở nên mạnh hơn. Rồi để đến khi nó đạt được ngưỡng maximum của nó về cái mật độ xương thì nó sẽ dừng. So với thì cái việc tập luyện, những người tập luyện thì sẽ có mật độ xương cao hơn, chắc hơn so với những người không tập luyện, quá rõ ràng chuyện đó, tại vì mình có kích thích từ bên ngoài. Rồi tập luyện cho phép những cái cơ bắp phát triển về khả năng sức mạnh, strength, phối hợp và khả năng thăng bằng để chống lại những cái gì giống như té ngã nè, những yếu tố té ngã, những yếu tố mà tai nạn mình không tính trước được trong tương lai chẳng hạn, thì cơ thể mình nó đã ở trạng thái chuẩn bị rồi. Và đối với người già, older elder state, thì mình sẽ chống lại được quá trình loãng xương, giảm quá trình loãng xương, loãng xương. Và cái việc tăng mật độ xương này, ở đây nó nhấn mạnh chỗ này, cái môn thể thao về sức mạnh đó, giúp tăng mật độ xương, bởi vì cái xương của mình đó, nó buộc phải kháng lực, kháng lại trọng lực, và mình bỏ tạ lên nữa, mình bỏ khối lượng lên, bỏ thêm trọng lượng lên, thì cái xương nó mới trở nên càng ngày càng mạnh hơn. Vậy thì đây như những môn bao gồm những cái môn mà giúp tăng gọi là cái sức mạnh của cơ xương nè, có resistance training, tập luyện kháng lực, đi bộ cũng coi là một dạng đó, mặc dù nó nhẹ nhưng mà thật ra đi bộ không không thật sự nhẹ. Ok, có đối với sao ta, các bạn có thấy mấy người mà bị béo béo phì chẳng hạn, khi đưa vào phòng gym
đa số các PT sẽ cho lên đi bộ chạy bộ trước hoặc là tập cardio đúng không? Đúng không, đúng không? Khảo sát. Nhật có thấy không? À, Quân ai cũng nghĩ giảm cân thì sẽ vô đi bộ chạy bộ, nhảy cardio, hit intensity gì đó. Nhưng ở trong này đây, nhưng ở trong này đây, đi bộ thôi đã là một thứ tác động lên hệ cơ xương để coi như nó là tập luyện kháng lực rồi, thì liệu cái việc đi bộ cho những người béo phì nó có hợp lý hay không? Ở đây có weight squat, push up. Thì các bạn nên biết khi mà bước một bước xuống mặt đất như vậy thì có sẽ một cái lực ngược lại tác động lên cái hệ xương của mình, mà những người đang béo phì như vậy, hệ cơ xương họ chưa được tập luyện, đang rất là yếu mà phải gánh nguyên cái cơ thể họ như vậy, mình bắt họ chạy, mình bắt họ nhảy thì nguy cơ họ sẽ bị chấn thương vừa mô mềm mà vừa không tốt cho cái cơ xương của họ luôn và cái hệ xương luôn. Đó là lý do tại sao nên đối với những người béo phì mình nên tập cho họ những cái chuyển động cơ bản, giống như hôm trước mình học là những chuyển động cơ bản trước để cho họ quen được cái chuyển động đúng và không tác động lực quá nhiều lên hệ xương mà đi đúng vào những cái cơ cần thiết để nó từ đó nó mới tăng luôn theo cái hệ xương họ thích nghi từ từ theo, chứ mình không thể nào bắt cái vô hút ầm được. Ok, và những cái bộ môn dưới này sẽ không giúp tăng mật độ xương, bao gồm bơi lội và đạp xe. Bơi lội và đạp xe mặc dù nó tốt cho cardio, có tốt cho sức mạnh của cơ và cardio đây, và kiểm soát cân nặng, weight control benefit. Tại vì đạp xe nhiều thì hành cardio nhiều, đốt nhiều năng lượng thì nó giảm cân. Bơi cũng vậy, cũng là một dạng cardio, mà ở trong môi trường nước nữa thì cơ thể nó tốn nhiều calo hơn để nó giữ nhiệt nữa, thì hai cái đó tốt để giảm cân nhưng không có benefit, không có kết quả cho cái việc mà tăng mật độ xương. Rồi, chốt lại ở đó, đó là khái quát qua về cái vấn đề xương. Thì có câu hỏi gì cho cái phần xương khớp này không? Nói chung ở mức độ tổng quan thì các bạn có thể hiểu được, còn chuyên sâu hơn thì chưa, mình cũng chưa giải thích nó dễ hiểu được nên mình lướt qua thôi. Rồi, có câu hỏi nào không? Alo. Ví dụ cái phần đĩa đệm mình có thể cải thiện không? À, phần đĩa đệm mình có thể cải thiện được đối với những người thoát vị đĩa đệm. Ví dụ, ok, để bật phần nói ngoài một xíu về cái phần đó. Vậy thì mình phải tìm hiểu phần core muscle. Thì như nãy mình coi thì phần core muscle nó nằm ở bên ngoài, nó bao bọc hết cái đốt sống ngay phần L1 đến L5 đây ha. Thì bây giờ do sai tư thế lâu ngày quá, đây phần deep core này. Do sai tư thế lâu ngày, gập lưng nhiều quá, cái đĩa đệm này bắt đầu nó lòi ra hướng nào không biết, có thể là lòi ra phía sau hoặc lòi phía trước. Thì mình có một cách để mình cải thiện vấn đề, đó là mình tập những cái cơ đây, những cơ dọc sống lưng này, cơ phần core nè, để nó tăng cái sức chịu đựng cho cái phần những đốt sống cuối cùng này. Ok, bằng cách hít thở hợp lý khi tập luyện. Cái phần về core mình sẽ có một bài riêng về nó, với lại mình có thể sẽ có một buổi offline để mình lướt qua hết cách hướng dẫn cầm core, cách hướng dẫn chỉnh tư thế, kỹ thuật các bài squat, nhíp hin này kia nọ, để mọi người biết cách đánh giá, kể cả đánh giá tư thế khách hàng luôn. Ok, thì tại vì họ thường hay nói là những người thoát vị đĩa đệm không nên squat và deadlift, liệu có đúng hay không? Theo Duy nghĩ có đúng hay không? Duy nghĩ là đúng, tại vì nó cũng hơi ảnh hưởng chứ hả? Nhưng mà squat và deadlift cơ bản nó đang bắt chước theo chuyển động hàng ngày của mình. Như những bài đầu hay có nói, tập luyện này là để phục vụ cuộc sống, không phải thể hình online. Ok, nên cái chuyện mình tập hit hin là để mỗi ngày mình đều cúi xuống bao nhiêu lần, mỗi ngày mình đều đứng lên ngồi xuống bao nhiêu lần đó. Vấn đề ở đây là mình đối với những người bị thoát vị rồi hoặc là có nguy cơ thoát vị, mình đặt cái khối lượng bao nhiêu lên người họ và cái chuyển động
thì luôn ưu tiên cho họ là phải làm kiểm soát kho thóc nè, chuyển động đúng nè, rồi sau đó nữa mới tiến hành đến tăng mức độ khó bằng cách bỏ tạ thêm hoặc là tăng cường độ thêm. Nên cái chuyện mà không kêu họ đừng tập squat, đừng tập deadlift là một cái chuyện không hợp lý. Bản thân mình hồi trước đã bị đau lưng dưới do deadlift ngu, bị cong lưng. Sau đó mình bỏ nửa năm, thì đến lúc mình không deadlift mà mình thậm chí mình chỉ cần nhảy lên đu xà thôi, là mình đã bị kiểu hai cái đốt sống giữa cột sống nó giãn ra, bị tê hoàn toàn hai cái chân, không đứng được nữa. Thì đó là cái báo hiệu là tình hình cột sống mình đang rất là yếu rồi. Thì từ lúc đó bắt đầu mình đã tập cách kiểm soát core. Đến bây giờ mình có thể deadlift và squat nặng hơn hồi xưa mà vẫn tốt, cơ cảm thấy rất là khỏe, không vấn đề hết. Nên đối với người, tùy tình trạng của cái đối tượng mình tiếp cận là nặng hay nhẹ mà mình đưa ra phương hướng giải quyết nó phù hợp, chứ không phải mọi người đều giống nhau. Ok rồi, nên việc tập squat 5 động tác chuyển động cơ bản là cần thiết. Tại vì cứ giải thích cho họ, à nếu bây giờ anh chị cô chú không tập squat deadlift, nói là tại vì đau lưng, vậy mỗi ngày cô chú anh chị cũng phải cúi lưng, cũng phải đứng lên ngồi xuống mà, tại sao lại không tập? Mình tập để mình cải thiện cái vấn đề chuyển động nó tốt hơn thôi mà, đúng không? Đó là cách để nói chuyện với khách. Rồi tiếp theo mình sẽ đi vào phần sợi cơ. Vậy các bạn thử nói sợi cơ có chức năng chính là gì? Quân, chức năng chính của sợi cơ là gì? Alo, Nhật còn đó không? Nhật, chức năng chính của sợi cơ là gì? Chức năng của sợi cơ là gì? Có, em đây. Rồi, nói đi. Chức năng của sợi cơ theo em. Alo, alo. Không nghe được, không nghe. Nói đi Tuấn. Ai muốn nói thì nói, ai muốn nói thì nói. Chưa có ai nói hết. Cơ đấy cơ động mà. Ừ, để cử động, Cơ đấy chuyển cơ động động. chịu lực. Chuyển động, chịu lực. Rồi. Gì nữa? Giờ có nói gì không? Nhìn cho đẹp, nhìn cho đẹp. Nhìn cho đẹp. Ok, nhìn cho đẹp, để chút nói về vấn đề nhìn cho đẹp. Rồi. Duyên, theo Duyên sợi cơ chức năng là gì? À, tả áp lực với lại chuyển động thôi, nên nhìn cho đẹp nữa. À, nhìn cho đẹp. Ok Em nghĩ rồi, là sợi cơ để cung cấp năng lượng cho cơ bắp. ok rồi, sợi cơ nếu mà đi sâu vào sinh lý thì nó có thêm cái chức năng của Nhật nói là nó nơi dự trữ năng lượng. Mày mình chưa đến phần đó, mình đi đến chức năng chính của nó là sinh lực. Sợi cơ là để sinh lực hết. Thì rồi nói đến chuyện tập cho đẹp, tập cho đẹp, đây lấy cái hình tập cho đẹp thì mình phải tập sợi cơ nó bự ra, thì nó hiện ở bên ngoài da và lượng mỡ thấp xuống thì mình thấy nó mới đẹp, đúng không? Thì nó có hai chuyện là cái người bự á, à câu hỏi vậy nè, cái người bự tầm giữa một người bự nó sao ta, bự có luôn mạnh hay không, hoặc là có những người nhỏ hơn, ví dụ chú Phụ Hồ và anh Tuấn tập tạ ai mạnh hơn? Tuấn trả lời thử. Nhật, Nhật chú Phụ Hồ với một anh Dạ tập tập thể hình ai mạnh hơn? em nghĩ là anh thể hình sẽ mạnh hơn. Ok rồi, ở đây mình có cái này, nó qua phía ngoài chú Phụ Hồ. Tuấn cũng công nhận chú Phụ Hồ mạnh hơn. Mặc dù cái người tập thể hình á họ rất là bự, nhưng có người mạnh người yếu chứ không phải ai cũng mạnh. Thì nó ảnh hưởng, nó là đây, trong cái sợi cơ của mình nó có hai thứ, nó là cái sợi nhỏ bên trong đây nè, thấy không, sợi nhỏ xíu này, và cái một cái nữa là cái chất tế bào. Cái chất tế bào này nó mới là cái mà
tăng kích thước cơ. Khi mình cầm một cái khối lượng tập lên á thì nó có hai chuyện, là nó sẽ tăng số lượng sợi kênh trong này, và cái thứ hai là nó tăng kích thước của này luôn. Đây, ví dụ như cái hình màu đen này, đây một cái sợi cơ bình thường, sợi cơ bình thường nhỏ nhất, không tập luyện gì hết, có bốn sợi, kích thước nó như vậy. Rồi một người tập thể hình nó sẽ đi ra hypertrophy. Hypertrophy là tăng kích thước là chính, nên nó sẽ vẫn là bốn sợi này, nhưng mà nó tăng cái chất bên trong, làm cho cái sợi cơ họ phồng ra bự lên. Thì làm sao để tập cho nó phồng ra và bự lên như vậy? Thì ở đây tăng cái màng chất nó nè. Ở đây người ta kêu là tập với khối lượng nhẹ hơn chứ không phải là quá nhẹ ha. Số rep tăng thêm, ít set lại và thời gian nghỉ ngắn hơn, giống như kiểu tập super set hoặc là drop set, là nó sẽ hướng đến cái chuyện tăng cái chất này. Có ai tập Tuấn này chắc biết rồi, Quân đâu có biết super set drop set không? Duyên có nghe chưa? Chưa chưa nghe, Chưa nghe lần đầu hả? tiên nghe luôn á. Ok, Duyên có nghe chưa Duyên? Chưa nghe. Super set chẳng hạn như bài đẩy ngực, lấy cái ví dụ bài đẩy ngực vô super set là gì, có thể dùng một nhóm cơ hoặc là hai nhóm cơ đối lập với nhau trên cơ thể, ví dụ cơ ngực và lưng, vừa kết thúc một bài ngực chuyển qua một bài lưng liền, hai bài liên tục thì gọi là super set, không có thời gian nghỉ giữa hai bài đó luôn, hoặc là cùng một nhóm cơ giống như vừa đẩy ngực bằng tạ đòn xong nhảy qua chống đẩy, hai cái đều tác động vô cơ ngực luôn. Thì cái đó nó thể hiện cái gì, là cái này nè, đó khối lượng khi mà mình làm nhiều như vậy mình không thể nào tập nặng được, mình phải tập nhẹ hơn một chút và thêm rep là sau khi đẩy ngực ầm 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 xong nhảy xuống push up mấy chục cái, 10 cái, 20, 15 cái gì đó, là tăng thêm số rep nè, mình đang cố tăng thêm cái số rep lên và giảm số set cái đó lại, và cái thời gian nghỉ của hai cái đó hầu như là không có. Thì đó là cái cách mà tăng cái độ phồng cơ lên. Thì ở đây nó tăng tăng cái dịch tế bào, tăng kích thước là increase size of muscle, tăng kích thước cơ. Ok, đó là một ý. Còn một cái nhánh còn lại là tăng myofibrillar, thì nó là tăng số lượng sợi cơ. Thì khi muốn tăng số lượng sợi cơ trong cái này, nhưng mà mình nhìn có thể thấy đây cái hình này nó vẫn tăng kích thước cơ, nhưng mà nó không bự bằng cái thằng quỷ này, nhưng mà nó vẫn bự hơn sợi cơ người không tập luyện, đúng không? Là do nó tăng số lượng bên trong của một cái sợi cơ. Hiểu đơn giản là trong một sợi cơ nó có thêm những sợi nhỏ 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 hơn nữa, thì nó tăng số lượng cái sợi nhỏ này nè, giống như một cái sợi dây điện thì bên trong có rất là nhiều sợi dây đồng, thì mình đang nói đến cái chuyện mà tăng thêm cái số lượng sợi dây đồng lên ở trong cái sợi dây điện đó, là cái này. Ok, thì để tập cái này thì tập làm sao? Tăng khối lượng nặng hơn so với bình thường, giảm số rep lại, bình thường tập 10 cái nâng xuống 5 cái, 3 cái, 4 cái thôi, và tăng thêm set, bình thường tập 3 set nay tập 8 set, 10 set, và thời gian nghỉ bắt buộc phải nhiều hơn. Những cái thời gian này nó có một cái quy luật, giống như là khi mà giảm khối lượng thì sẽ tăng số rep và giảm số set. Đây sao ta, để coi, khối lượng và set nó sẽ khối lượng set và thời gian nghỉ cùng giảm thì cái phần rep tăng lên, bên này ngược lại, khối lượng set và thời gian nghỉ ba cái đó tăng lên thì cái số rep nhỏ lại, thì nó sẽ đưa ra hai hướng khác nhau. Nhưng mà khi mình tập á, nó có cái chuyện là hai cái này nó diễn ra đồng thời, chứ nó không phải là thiên về một cái nào nhiều hết. Ý là nó sẽ ví dụ Tuấn chuyên về thể hình sẽ tập những cái bài tập nó thuần về cái kiểu bên này nhiều hơn, còn những người tập cử tạ hoặc powerlifting nó sẽ thiên về cái bên này nhiều hơn. Còn những người tập cho khỏe chẳng hạn, bắt đầu vô ví dụ Quân vô khởi động 10 cái, xong bắt đầu tăng tạ lên cái nặng quá giảm xuống 8 cái, xong rồi tăng tạ lên tiếp cái giảm xuống còn 7 cái 6 cái gì đó, rồi tập thêm cỡ hai ba nhịp nữa nghỉ, thì cái đó mình có thể thấy được là Quân vẫn có số set số rep nhiều nè, nhưng mà từ từ tăng lên thì bắt đầu số rep giảm xuống nè, thì song song đó là hai cái nó đi cùng nhau luôn, chứ nó không phải là có cái này không có cái kia, mà hai cái này nó sẽ tương hỗ qua lại với nhau, và tùy theo cái gu mình thích cái gì thì mình sẽ chuyển cái hướng của mình vào cái đó nhiều hơn. Ví dụ Tuấn muốn bự thì Tuấn sẽ ưu tiên những cái bài này nhiều hơn so với những cái bài bên này. Ok, còn ví dụ như Phát tập Phát không muốn bự quá mặc đồ chật lắm, có bận
bác muốn mạnh hơn để xô hàng kiểu mình mạnh nhất phòng vậy đó. Ok, thì mình tập kiểu khối lượng nặng lên, số set giảm lại. Ok, hiểu chỗ này không mấy bạn? Để mình hiểu cái vấn đề chia số set, số rep tập để sau này nó sẽ có cái cách lên chương trình tập nữa. Vậy Ok. ok, vậy cái mà kiểu cardio nhiều thì nó tăng cơ nào? Để đó đi Bốn lõi mà bự cái bên trái. ha. Đấy. Ok, để từ từ giải thích. Rồi, sợi cơ and hôm trước có nói qua sliding filament theory, tức là cái quy tắc mà khi sợi cơ nó co thắt á, cái chuyện co cơ. Đây là nguyên tắc khi mà nó co cơ. Bên trong một cái bó cơ bự này nó có một cái cơ nhỏ hơn, trong một cái nhỏ hơn này nó có cái sợi nhỏ hơn nữa. Trong cái sợi nhỏ hơn này, đây là tế bào cơ nè, đó sarcoplasm nè. Sarcoplasm là cái mà cái màng nãy mình nói nè, nó cái màng nè, cái màng dịch nè. Còn những cái sợi này là cái sợi mà myofibrin nè. Trong một cái sợi myofibrin này nó còn nhiều sợi khác nữa, thì trong một cái bó này nó có các, để thực hiện một cái chuyển động á, thì sẽ có các chất xúc tác như canxi 2+ kích thích vô thì nó mới kích hoạt kéo những cái sợi gọi chung là sợi filament, sợi sợi mỏng đi, với lại sợi dày. Hai sợi này nó đi hai hướng ngược với nhau để nó kéo gần lại với nhau thì nó tạo thành chuyển động. Khi cái kiểu mà cái hình mà bong bong này nó đi sát xuống cái màu xanh này thì sợi cơ co tối đa, còn khi mà nó lùi ra tuốt ngoài đây là sợi cơ nó duỗi tối đa. Thì tương tự khi co tối đa thì hết chỗ để nó co nữa rồi, là nơi đó không còn sinh thêm lực nữa. Giống như mình co hết cái tay lại rồi, mình muốn co nữa cũng co hết được, tại vì nó thứ nhất là nó hết hết chuyển động, hết giới hạn, và từ chỗ này nó cũng không còn miếng lực nào hết. Ví dụ có bỏ thêm gì nặng hơn nữa mình không thể nào kiểm soát được như vậy. Rồi, tiếp theo có một quy tắc là ở đây này, nó có nói qua lại về cái hệ thần kinh liên quan đến cơ, bữa không có nói rồi, có thể coi lại clip cũ hoặc có gì không biết thì có thể hỏi lại sau ha. Thì thần kinh hệ thần kinh đưa tín hiệu xuống cơ để cầm một cái ly lên chẳng hạn, thì cơ tiếp nhận cái ly này nặng bao nhiêu, gửi về thần kinh phải kích hoạt bao nhiêu sợi cơ để nhấc lên đó, thì nó tương tác qua lại giữa môi trường bên ngoài, môi trường bên trong cơ thể. Rồi ở đây nó có một nguyên tắc là all or nothing law, tất cả hoặc không có gì. Thì ở đây nó định nghĩa là ok, khi có một cái co cơ, một cái hoạt động co cơ diễn ra, các bạn có thể note lại nó có ba cái thứ chính. Thứ nhất là bao nhiêu cái motor unit nó được kích hoạt. Motor unit tức là khi cái sợi thần kinh trên não nè nó liên kết xuống một cái sợi cơ, thì nó kết nối một cái neuron thần kinh, nó kết nối được bao nhiêu cái motor unit này, đó là một ý ha. Rồi trong một cái motor unit đó có bao nhiêu sợi cơ, hiểu chỗ này không, hiểu chỗ này không? Ok không, hai ý, hai ý nó có phân biệt được hai ý đó không? Alo, Hơi gói à, rồi. rồi. Đây đây đây, nó quay lại cái hình trên này. Ví dụ một cái neuron thần kinh nói với một sợi cơ, thì mình gọi đó là một motor unit. Nhưng một neuron đó không chỉ nói với một cái sợi cơ mà nó có nhiều cái đầu khác nữa, thì cái neuron đó thay vì nói với một thì nó nói với 2, 3, 4 sợi, thì cái đó là số lượng motor unit nó có thể kích hoạt cùng một lúc với nhau. Ok ok không? Bằng một nơi đó nè. Ừ, một neuron kích hoạt với nhiều sợi cơ hơn. Ok. Từ từ, tức là ý nói là một cái neuron á thì kết hợp một sợi cơ là tạo thành một motor unit đúng không? Đúng rồi. Thì những cái neuron nó có liên kết với nhau, Đúng, đúng thì rồi, khi mà những nó neuron nó liên kết với nhau. thì Rồi. nó có thể kích hoạt lúc nhiều sợi cơ hơn một Đúng lúc. rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ok. Thì đó, thì giống như là sao ta? Thì giống như
các neuron đó mới đầu là một chuyển động nhẹ như là bicep cơ cầm cục tạ giơ lên, thì trong cái neuron đó một cái chớp sáng lên thì nó giật một sợi cơ kéo lên là nâng được. Nhưng bây giờ một động tác squat thì ba bốn neuron cùng với nhau kích hoạt sáng lên cùng lúc thì nó kích hoạt xuống phần cơ đùi phát lực một lúc nhiều sợi cơ hơn, khối lượng nặng hơn, kiểu như vậy. Thì nó có ba ý. Một á là có bao nhiêu sợi cơ trong một cái lần kích hoạt đó. Ok, từ từ. Hiểu không? Hiểu mọi người? Tương đối. Rồi bao nhiêu motor unit kích hoạt cùng một lúc, rồi có bao nhiêu sợi cơ trong một cái motor unit đó. Thì đây là cái ý mà phải nói là một neuron không chỉ kết nối một sợi cơ mà nó có thể kết nối thêm nhiều sợi cơ khác nhau cùng một neuron nha. Cùng một neuron nó có thể kích hoạt thêm nhiều sợi cơ khác cùng một lúc, chứ không phải là cứ một neuron một sợi cơ. Có những neuron nó chỉ kích hoạt một sợi cơ, nhưng có những neuron nó kích hoạt nhiều sợi cơ là một motor unit. Rồi và cái chuyện nữa là nó kích hoạt với nhau cùng một cái thời điểm đó, bao nhiêu cái motor unit đó cùng kích hoạt một lúc. Tưởng tượng như cái chuyện kéo co, bình thường hay lấy ví dụ kéo co chẳng hạn, thì ok, mọi người thường có thể thấy là mấy người tập sức mạnh Olympic đi, weightlifting, thì họ không có bự, họ rất là nhỏ, cỡ như vậy, họ chừng 60-70 kg nhưng họ có thể khiêng được 100-mấy kg quăng qua đầu. Thì đây là cái hệ thần kinh họ rất là mạnh, để cùng một trong khoảng 1-2 giây đó họ kích hoạt toàn bộ cơ trong cơ thể họ, nhất khối lượng đưa qua đầu, đúng không? Đó thì sẽ có những cái kiểu tập luyện cho cái kiểu hình thái phát triển hệ thần kinh như vậy, để kích hoạt những sợi cơ và motor thần kinh, neuron thần kinh đó. Rồi thì cái này nó có nghiêng về tâm lý học không? Tâm lý học hả? Cũng có thể, cũng có thể điều khiển. Đúng rồi, điều khiển. Thật ra tập luyện những người mà đỉnh cao trong thể thao đó, đều là những người có hệ thần kinh mạnh và khá thông minh, kiểu không phải thông minh vận động á, ý nói đây là thông minh vận động, là họ điều khiển hệ thần kinh họ tốt nên họ mới tập luyện thể thao tốt được. Cũng một phần liên quan tâm lý, nên sẽ có những chuyện là nó cũng dẫn đến chuyện là những ngày mình mệt mỏi, mình buồn ngủ, mình bệnh, muốn bệnh chẳng hạn, thì mình tập sẽ yếu hơn. Một phần cơ thể đã yếu, thứ hai á là thần kinh mình cũng không có đủ khỏe để mình kích hoạt cùng lúc để hoạt động. Đó, cái đó là dễ hiểu nhất. Rồi, okay. Rồi nhắc lại hình 200. Tức là bữa nào mà làm biến đi tập, tức là thần kinh mình, cơ thể mình vẫn khỏe. Đúng rồi, đó cái đó dẫn đến một lý do là khi khách hàng, nhất là những người ngồi văn phòng làm những chức vụ cao như quản lý chẳng hạn, khi họ bị stress á, rất khó để tập với họ, tại họ luôn trong trạng thái mệt mỏi. Thì mình là người tập luyện với họ, mình phải luôn cho họ, khi họ đã stress ở công việc, mình không muốn đưa họ đến gặp mình và stress thêm cái chuyện họ đi tập nữa, nên mình phải tiếp cận từ từ, tiếp cận chậm để cho họ cảm thấy hứng thú với việc tập, để khi họ tập họ tiết ra adrenaline, cảm thấy hưng phấn khi họ tập, chứ không phải là mỗi lần bước đến tập họ không muốn đến tập nữa, kiểu như vậy. Không phải vô cứ cho cardio một tiếng hồ và xong qua tập tạ, kiểu như vậy. Nên cái đó là một biện pháp tâm lý, mình hiểu về hệ thần kinh, mình hiểu về cơ thể mình hoạt động vậy, để mình đưa ra cái chiến lược mình training cho khách. Mình phải hiểu luôn cả tâm lý của họ, kể cả công việc. Đó là lý do tại sao mình hay phải hỏi là công việc của anh chị có áp lực nhiều không, có thường bị stress không. Đó là một trong những câu hỏi khi mà mình tiếp cận một khách hàng nào đó, để mình hình dung là mình phải tập luyện họ như thế nào. Rồi. Đây là một cái hình miêu tả co cơ nè. Khi cơ duỗi thẳng trạng thái bình thường là những cái sợi myosin với sợi actin nè. Actin là sợi màu xanh ha. Sợi myosin là sợi màu tím nè. Nó nằm ở vị trí này, ở mức bình thường. Còn khi cái tay co lên
khi cái tay co lên, sợi actin và sợi myosin nó chạy gần vô, nó rút ngắn khoảng cách giữa hai cái phần này lại thì tạo nên hiện tượng co cơ. Rồi ở đây có ai biết trong cơ thể mình có bao nhiêu loại cơ, bao nhiêu loại sợi cơ không? Quân. Để biết cơ mình có khoảng 600 mấy sợi cơ hay không biết được. Loại sợi. Ok, Duyên, à, bao nhiêu loại? 3. 3 hả? Vậy loại gì? Cơ xương. Cơ xương. Rồi, cơ gì? Với cơ trơn à. Nhớ đâu nhân máng là vậy. Dạ. Có bao nhiêu loại sợi cơ? Dạ. Dạ. Có bao nhiêu loại sợi cơ? Dạ. Bao nhiêu loại sợi cơ? À, bao nhiêu loại? Bao nhiêu loại sợi cơ? Tôi nghĩ là... Nói đại, nghĩ sao nói vậy? Nhiều nha. Em cũng không rõ lắm. Em chưa biết kỹ. Ok, rồi. Mình sẽ có hai loại chính. Ở đây, loại cơ tiếp 1 và loại cơ tiếp 2. Vậy loại tiếp 1 là gì và loại tiếp 2 là gì? Loại tiếp 1 mình sẽ gọi là sợi cơ chậm. Có thể ghi lại ha. Cái này là cái cơ bản nhất. Loại tiếp 1 là cơ chậm. Thì cơ chậm này nó cấu tạo nó như thế nào? Là có số lượng lớn các cái mao mạch, có các ti thể. Ti thể là cái thứ mà tạo ra năng lượng ATP. Hồi trước học sinh, ATP là năng lượng chính của cơ thể mình. Rồi. Và các năng lượng từ tế bào. Bên cạnh đó nó còn có myoglobin, là cái thứ trong cơ thể nó vận chuyển oxy từ máu vô tế bào này kia nọ đó. Rồi, thì cái chuyện mà nó có myoglobin này và hemoglobin là hồng cầu đó, để chuyển vận chuyển máu, trong máu có oxy đến cái sợi cơ này, thì nó sẽ cung cấp nhiều oxy hơn cho sợi cơ này. Vậy cái hoạt động nào cần nhiều oxy có thể tưởng tượng được không? Nè, ở đây có nhiều hồng cầu hơn nè, cho sợi cơ tiếp 1 nên nó nhấn mạnh ở đây là được biết đến với tên là sợi cơ màu đỏ, sợi cơ đỏ. Ok, nhớ ý, một ý nè, tiếp 1, sợi chậm, xài nhiều oxy, rồi sợi cơ màu đỏ, rồi, viên đá banh. Quân, loại hình thể thao nào sử dụng tiếp 1 nhiều? Chắc những loại mà dùng sức bền đúng không? Tại vì cái cơ này nó... chi chậm và ví dụ tên gọi nó môn chạy bộ, đạp xe đạp, rồi những cái môn cần đường dài á, đúng không? Rồi Nhật. Dạ. Nhật theo em là môn gì? Dạ, những cái môn mà liên quan với lại thể lực cao, chẳng hạn như là em cũng biết là chạy bộ và chạy nước rút. Okay. Rồi, ok, để đó nói qua sợ tiếp 2. Sợ tiếp 2 ngược lại hết những cái mà sợ tiếp 1 nãy. Nhưng mà trong tiếp 2 này nó có hai loại là tiếp 2A và tiếp 2X. Ok. Nó chia làm hai nữa ha, là tiếp 2A và tiếp 2X dựa trên thành phần hóa học và cơ năng của nó. Thì nó ngược lại thôi so với sợ tiếp 1 là này. Cái kia là gì? Nhiều mao mạch, cái này ít mao mạch. Cái kia nhiều ti thể, này ít ti thể. Cái kia nhiều myoglobin, này ít myoglobin. Vậy thôi, ngược lại. Sợi tiếp 1 thì là sợi chậm, sợi tiếp 2 là sợi nhanh. Ok, nó ngược lại hoàn toàn. Mình chỉ cần nhớ một sợi, xong mình suy ra cái sợi còn lại, nó sẽ dễ hơn là mình nhớ hai cái một lúc, mình sẽ dễ bị lộn. Ok. Rồi, sợi tiếp 2X thì nó chứa cái lượng, nó có chứa nhiều oxy hơn và nó sẽ chậm cái việc mà mệt mỏi của cơ hơn so với tiếp 2. Ý là tiếp 2X. Về cái chuyện mà cái tốc độ mệt á, tức là cái tiếp 1 nè, lâu mệt nhất tại nó có nhiều oxy nhất nè. Ok không? Rồi tới tiếp 2A. Tại vì tiếp 2A nó vẫn nhiều oxy hơn tiếp 2X nhưng mà nó lại ít hơn tiếp 1. Hiểu vấn đề không? Hiểu vấn đề chỗ này không? Nó có xài oxy mà xài ít hơn cái tiếp 1 nhưng mà lại có xài nhiều hơn tiếp 2. 2X. Ok. Rồi cái cuối cùng là tiếp 2X. Tiếp 2X là nó là ít nhất. Ở đây 2A
được biết đến đến những hoạt động intermediate, chuyển động nhanh, bùng nổ. Và nó có, rồi để nó trả lời lại cái câu nãy, tiếp 1 thường có trong cái gì? Tiếp 1 sẽ là những bộ môn đường dài, marathon, đạp xe, bơi lội, kéo dài. Kéo dài là kéo dài khoảng 1 tiếng trở lên đó, thì xài mấy sợi đó là chính. Thì ở đây, rồi xuống thêm cái bảng dưới này nữa. Đây, cái bảng này nhìn sẽ dễ nhớ hơn. Nếu các bạn cảm thấy cần, mình hãy chụp, mình sẽ gửi qua cho các bạn. Ở đây cụ thể hơn. Tiếp 1. Mình kêu cần. Tiếp 1. Chứa nhiều, tăng nhiều oxy nè. Và có đặc điểm nè. Nhỏ về kích thước. Đây, đó lý do tại sao mấy đứa mà chạy nhiều á, không có bự. Bản thân nó chạy là nó phải ốm. Chỉ có chắc là mấy cô chú chạy thì mới mập thôi, tại vì chạy chưa đủ. Rồi sản xuất ra lực ít hơn, tức là sao? Tức là cái việc chạy chỉ là chạy thôi, chứ không có phải dùng quá nhiều lực. Đúng không? Chạy thì cứ chạy đều kéo dài ra. Thì hoạt động kéo dài nhẹ thì cái sợi cơ nhỏ phát ra ít lực. Rồi cái nữa là lâu mệt, giống như chạy bền, mới gọi là chạy bền, chạy marathon. Nó không làm mệt hẳn mà nó cứ mệt đều đến một cái gọi là steady state, nó sẽ nằm đó, nó cái đều mình duy trì trạng thái đó hoài. Rồi long term contraction tức là co duỗi liên tục, là stabilization là giữ ổn định. À, tại vì mình tìm hiểu sợi cơ này để có một cái liên quan đến cái chuyện mà nó phân bố ở đâu trên cơ thể nữa. Ở trên này, trong một cái hoạt động, trong một hoạt động thể chất thì hai cái loại sợi cơ này đều hoạt động cùng lúc cho đến khi thuần về một cái môn thể thao nào đó thì cái sợi cơ nào nó sẽ trội hơn. Ví dụ như môn đá banh nãy, có những lúc người ta sút thì người ta phải dùng sợi tiếp 2 đúng không, để phát lực mạnh. Nhưng có những lúc người ta chạy rất là nhiều, lúc chạy chậm, lúc chạy nhanh, nhưng mà thường đá banh nó thường xếp vào tiếp 2 nhiều hơn, tại vì họ phải chạy bộc phát. Giống như Nhật nói, những người chạy bộc phát họ khá là cơ chứ họ không có hề ốm. Để mở hình cho marathon đây, marathon là những cái người ốm nhom vậy, ốm nhỏ vậy, các bạn có thể thấy là gầy và ít cơ là marathon. Nhưng cũng là chạy, nhưng mà chạy 100m nó sẽ khác. Sprinter, sao ra xe nhỉ? Sprinter. Đây, đây là ví dụ Usain Bolt. Nhìn cơ rõ ràng rất là bự hơn. Thậm chí anh này còn phải tập squat rất là nặng, có thể squat nặng hơn cả tụi mình ở đây. Mặc dù đó bộ môn chính của ảnh là chạy chứ không phải là tập tạ, nhưng cơ ảnh rất là lớn để trong thời gian ngắn bộc phát được khối lượng cái sức mạnh nhất có thể. Đây, lớn hơn về kích thước, sợ cơ tiếp 2 của ảnh là chính, phát ra lực nhiều hơn. Nhưng cái khuyết điểm, cái nào cũng có ưu điểm và khuyết điểm. Ví dụ sợi này yếu hơn nhưng mà nó kéo dài nè, long term nè. Còn này phát lực mạnh, đó là mạnh nhưng ngắn. Bởi vì người ta có câu là dụng tóc